Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng Túc Cầu. Trước những tin đồn về tương lai của Kylian Mbappe, chủ tịch Nasser Khelaifi khẳng định không một ai có thể tự cho mình cái quyền lớn hơn cả câu lạc bộ. Mặc dù tuyên bố này cho thấy PSG sẵn sàng để cho ngôi sao người Pháp ra đi, nhưng nếu Mbappe làm thật, Ligue 1 có thể sẽ mất đi một khoản tiền bản quyền truyền hình rất lớn. Tầm quan trọng của ngôi sao sinh năm 1998 vào lúc này đã vượt ra khỏi ranh giới với một câu lạc bộ. Mùa hè năm 2023, PSG lập nên một chiến lược rõ ràng với vấn đề nhân sự. Đầu tiên, đội chủ sân Parc des Princes đã quyết định giải thể tam tấu MNM khi Messi và Neymar đều rời đi. Thay vào đó, ban lãnh đạo của những nhà đương kim vô địch Ligue 1 quyết định thực hiện một cuộc đại tu đội hình với trọng tâm là những ngôi sao trẻ. Paris Saint-Germain đã đưa về lần lượt những cầu thủ trẻ tiềm năng như Gonçalo Ramos, Radan Kolomouani, Ousmane Dembélé hay Barcola. Với hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, truyền thông và người hâm mộ đã kỳ vọng PSG sẽ đem đến được sự đa dạng. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa đi đúng chiều và ngược lại nó đã xảy ra. Đội bóng nước Pháp chi tổng cộng 170 triệu euro cho Kolomouani, Ramos, nhưng cả hai đều chưa giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ Luis Enrique. Không ai khác, chỉ có Kylian Mbappe vẫn trở thành nhân tố nổi bật trên hàng công của PSG ở mùa giải năm nay. Thậm chí trong trận đấu cúp quốc gia Pháp với US Rivaux, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 6, Mbappe đã phải chơi trọn vẹn 90 phút mặc dù PSG đã có được chiến thắng 9-0. Mbappe muốn ra sân, khi cậu ấy có suy nghĩ đó, chúng tôi sẽ không tranh cãi và toàn tính nhiều, Luis Enrique chia sẻ. Mbappe vào lúc này đã có cho mình 19 pha lập công sau 17 trận ở Ligue 1, chiếm 43% tổng số bàn thắng của PSG. Người đứng thứ hai trong danh sách vô phá lưới là Ben Zasder của AS Monaco mới chỉ ghi được có 9 bàn. Kể từ đầu mùa giải 2018-2019, Mbappe giành tất cả các danh hiệu. Chiếc giày vàng Ligue 1 chỉ duy nhất mùa 2019-2020, anh phải chia sẻ vị trí này với Ben Zasder. Nếu vắng Mbappe, Ligue 1 gần như không có một ngôi sao nào ở tầm đẳng cấp thế giới. Liên đoàn bóng đá Pháp biết được điều này. Thậm chí Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nắm rất rõ tình hình. Ông Macron không ít lần công khai ý định muốn giữ Mbappe ở lại PSG để nâng cao vị thế của giải đấu. Tuy nhiên, những thành tích của PSG đang khiến cho Mbappe không hài lòng. Trong những mùa giải vừa qua, đội chủ sân công viên các hoàng tử chưa bao giờ cho thấy được sự ổn định ở đấu trường châu lục. PSG mới chỉ làm tốt ở Ligue 1. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc Mbappe ra đi sẽ có lợi khi Ligue 1 có thể sẽ trở nên cạnh tranh hơn. Trong nhiều năm qua, PSG đã thống trị giải đấu cao nhất của nước Pháp và họ gần như sẽ tiếp tục tái lập thành tích này ở mùa giải năm nay. Mặc dù vậy, nếu như Mbappe rời đi, điều này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới Liên đoàn bóng đá Pháp. Liên đoàn này đã đưa ra mức giá 800 triệu euro mỗi mùa là giá đấu thầu bản quyền phát sóng giai đoạn 2024-2029. Tuy nhiên, vẫn chưa có một đơn vị nào gửi hồ sơ dự thầu. Do đó, FFF đang đàm phán riêng với các đài truyền hình. Trong bối cảnh mọi thứ đều có thể xảy ra vào mùa hè năm 2024, những người đứng đầu Ligue 1 vẫn đang trong tình trạng không thể đưa ra phương án cuối cùng. Thông qua những thành tích nổi bật của mình, Mbappe không chỉ trở thành hình ảnh đại diện cho PSG về nhiều mặt, mà còn đang đóng góp một vai trò quan trọng ở chính Ligue 1. Việc Mbappe đi hay ở giờ không còn là chuyện của riêng PSG nữa. Video được tài trợ bởi FB88.